Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 6 tháng 9 năm 2018 trên quốc lộ 53, đoạn trước sân vận động huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Vụ việc đã khiến một người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 phút, ông Phan Thanh Sơn, 68 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, chạy xe máy lưu thông qua đường thì bất ngờ bị xe khách do tài xế Trần Văn Vĩnh, 37 tuổi, điều khiển, đang lưu thông theo hướng Trà Vinh, Vĩnh Long, Tông Trúng. Hậu quả khiến ông Sơn bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu nhưng sau đó đã chết. Tại hiện trường, xe khách vỡ kính chắn gió phía trước, xe xoay ngang đường. Hơn 20 hành khách đi trên xe khách bị một phen hú vía. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.